Hello, xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, ngày hôm nay khi mà bày ra một bàn đầy đồ ăn như thế này, cảm giác của Ninh những cái năm mà 2017-18 ùa về khi mà mình gọi rất nhiều đồ ăn về nhà để ăn thử. Nhưng mà ngày hôm nay thì Ninh không gọi ở một tiệm nào cả. Ngày hôm nay nó không phải là tiệm mà nó là một siêu thị, một chuỗi siêu thị thì đúng hơn. Và các bạn sẽ thấy rằng là có rất là nhiều món ăn luôn. Cái cảm giác khi mà các bạn đi vào siêu thị và cái quầy đồ ăn chế biến sẵn ấy, vào cái tầm buổi trưa trưa hay chiều chiều chuẩn bị đến bữa cơm ấy, các bạn sẽ thấy nó cực kỳ đói luôn vì rất là nhiều sự lựa chọn về đồ ăn. Ở ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng là có đồ chiên này, có pizza này, có đồ Nhật này, có các loại mì miếng rồi đồ Hàn các thứ. Ui, nhìn thèm quá, không biết là các bạn đang xem cái clip này vào lúc nào nhưng mà nhìn thôi là nước bọt của Ninh cũng đã ứa hết cả ra rồi. Nên là chúng ta bắt đầu clip luôn thôi mọi người ơi. Có bạn nào vẫn còn nhớ một cái chuỗi siêu thị ở Hà Nội mở từ 2018 với cửa hàng đầu tiên ở Lê Duẩn, cái góc mà đoạn Lê Duẩn giao với Ít Kiêu với cả Khâm Thiên không? Đấy, ở chỗ đấy thì là một cái siêu thị mà kiểu liên doanh giữa Nhật Bản và Việt Nam, sẽ bán đồ thực phẩm của Việt Nam nhưng với cách phục vụ của Nhật, và đương nhiên là cũng sẽ có một vài những cái sản phẩm của Nhật nữa. Chuỗi này thì đến nay cũng mở được rất là nhiều cơ sở rồi và bắt đầu chuyển hướng sang là mở những cái cửa hàng tiện lợi nhỏ nhỏ hoặc siêu thị nhỏ nhỏ hơn, giống như kiểu Winmart, thì đó chính là Fujimart. Fujimart thì nhìn đồ ăn ngon lắm, nó kiểu nó tươi ấy. Đấy, giới thiệu với các bạn ngày hôm nay cái bill của chúng ta có hai bill mà đúng không? Lấy cả cái bill kia đi. 580.000. Cái bill nó dài răng rặc như thế này mọi người ạ. Và đây là Ninh mua cái giờ buổi trưa, là cái giờ mà nó chưa được sale nhá. Chứ ví dụ như mà các bạn mua vào buổi tầm buổi tối sau 7:30-8 giờ ấy, nó 50% off, thì lúc đấy ra Nhật đương nhiên nó sẽ không có nhiều sự lựa chọn nhưng mà nó siêu 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 ngon luôn. Chúng ta sẽ ăn từ cái món gì đây ạ? Đói quá, mời mọi người cùng ăn. Lúc này là Ninh đang ăn trưa, mình sẽ ăn gà trước đi. Ôi trời ơi, một con gà này các bạn đoán bao nhiêu tiền? Gà chiên giòn nha, gà chiên xù giòn, có giòn không? Giòn đấy. Chỗ này là nửa con nha mọi người, có giá chưa đến 100.000, cụ thể là bao nhiêu? 99.000. Mình xin phép là lấy luôn cái phần đang sắp dụng ra rồi đi. Các bạn thấy mong, ôi rồi, đây ăn cái da trước nha. Đấy, cảm giác 2017-18 ùa về ghê. Mình nhìn thấy đồ ăn mình rất là hào hứng luôn ý. Rồi, rất giòn. Cái bột này ấy, nó tuy là không kiểu nhiều gia vị như là bột KFC nhưng mà nó rất là kiểu thơm nha mọi người, và dễ ăn lắm, không bị ngấy mặc dù là rất là nhiều dầu. Ngon nha. Gà này ăn với cơm trắng không cũng ngon. Bạn thấu bạn ấy đang đòi ăn lắm rồi mọi người ạ. Nhưng ngày hôm nay quá nhiều đồ ăn nên nguy hiểm, nên không để cho ngồi ra ăn được. Các bạn ơi, ngon chưa? Cái gà này không bị bở lắm đâu. Thấu, tí nữa bố cho sau nhá. Đồ ăn đã, đói quá. Ngon. Món gà ok, nhưng mà theo các bạn thì 99k là đắt hay rẻ? Nhân tiện đang ăn một cái món chiên, mình sẽ lấy luôn cái mandu. Thật ra lúc đầu định tính là sẽ cãi nhau à? Lúc đầu là sẽ định là ăn ở siêu thị luôn, bởi vì siêu thị cũng có cái khu đồ ăn. Nhưng mà Ninh nghĩ rằng là ở siêu thị họ cũng sẽ không thích cho quay chụp lắm, nên là Ninh đã mua về nhà để ăn luôn cho nó thoải mái. Nhớ có cái gì chê thì chê cho nó dễ. Ngon nha. Vị cái này không phải là cái vị mà đồ đông lạnh sẵn đâu. Nãy giờ Ninh còn chẳng cầm ở thìa với dĩa. Nhìn thấy không? Phải là cái gì? Hai cái nhân khác nhau. Cái kia là nhân có rau, cái này là nhân toàn thịt. Cái vỏ này thì nó sẽ không được quá giòn và quá ráo dầu đâu, bởi vì đồ ở đây là cái đồ mà chế biến tươi, nên rằng là Ninh nghĩ rằng là họ tự gọi là nặn bánh xong rồi tự chiên, nên là các bạn nhìn cái texture nó sẽ rất là khác. Đây là nhân thịt với mộc nhĩ. Rất là ngon nha. Tuy là hơi dầu à, dầu quá, nhưng mà rất là vừa. Cái này eo ơi,
Lúc nãy bạn trong team Linh bảo là ai mà có cái văn phòng ở trên, ở dưới là siêu thị này, xong rồi xuống mua cái đồ ăn trưa chắc phong phú mà ngon. Mà ngon thật, cái này chỉ cần cơm trắng thôi. 7.500 một cái mandu á, hơi đắt. Một cái gói bình thường họ bán bao tiền? 5-60 nghìn. Ừ, cũng nhiều. Nhưng mà thật ra nhân và chất lượng nhân nó không bị đông lạnh. Ở đây có mì ý sốt pesto 26.000. Và bên này là mì ý sốt bò bằm 29.000. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Mình nên ăn cái nào ta? Nhưng mà thật ra thì cái phần này nó ít à, cũng không ít nha. Nó chỉ ít sốt thôi và cảm giác ít thịt thôi. Này, cái này là bò bằm hay thịt băm bò? Kia thịt bò. Ngon đấy. Hơi ít sốt một chút. Lúc nãy Ninh đã phải làm nóng lại hết. Không tệ nha. Thịt ở đây là thịt gần như xay ấy. Ý là nó nhuyễn, nó bé xíu. Cái này hơi kiểu hơi ngọt quá. Nếu mà thêm một chút cà chua nữa thì ngon. Cái này mà thêm tương cá anh cũng sợ là hơi ngọt. Như sợi mì luộc dai, rất là dễ ăn. Ngon đấy. So sánh luôn nốt cái mì 26.000. Nhưng mà mì này thì phải ai thích sốt pesto cơ. Cái lá húng cơ, húng tây ấy. Chứ còn cái này không có thịt. À, mình có đầy thịt đây mà. Họ đảo qua ấy thì nó cũng không bị khô đâu, nhưng cảm giác ăn nó bị bứ. Nhưng mà không tệ. Cái sốt này nó hơi nồng một tí, ai thích húng quế sẽ rất là thích, húng tây rất là thích. Để bù cho cái dầu cái đấy, mình sẽ ăn dầu ở cái này cho nó đỡ bị ngấy. Nói chung là bù trừ ấy mà. Xúc xích, xúc xích. Xúc xích bao tiền một xiên? Anh đoán 15.000. Chuẩn. 15.000 cái xiên này được 5 viên. Con này 12.000. Chuẩn. 12.000 cái xiên thịt gà mọi người ạ. Nhưng cảm giác hơi khô không ta? Cũng không khô đâu, có khi là tại vì mình quay lại xong để nguội. Nhưng mà không có vị mấy. Mọi người ơi, ngày xuân Ninh nhìn một bàn đồ ăn này Ninh thích lắm. Bây giờ Ninh phải ôn lại kỷ niệm thôi. Có dưa chuột không? Không có. Có. Có dưa chuột. Một thanh dưa chuột, hay thanh cà rốt và một ít xúc xích. Cái gạo này cảm giác rất là dẻo nha. Gạo họ nấu nát luôn rồi. Họ có mayonnaise trên đây nhưng mà ít. Với cả mình cũng làm nóng lại nên nó bị khô. Cái gạo ở bên bậc tường ấy nhỉ? Gạo dẻo ấy. Nó là nếp. À, nó là gạo tẻ nhưng dẻo hay sao ấy. Nhưng không biết đây là họ dùng gạo gì. Chắc là chỉ gạo tẻ thôi. Dẻo quá. Gạo đã dẻo, nó lại còn dai dai cái rong biển. Mà cái này cũng hơi ỉu. Mình cần phải chiên nó nóng lại hơn một tí. Bứ lắm. Cái này lại còn hơi ngấm dầu, cảm giác hơi nhiều dầu nữa. Nên là Ninh thấy là ăn tạm thì được. Bao nhiêu tiền? 28.000. Không thích lắm. Bạn nào mà ăn cái món này ngon, các bạn chia sẻ. Ninh thấy không thích lắm nha. Salad với bánh mì và thịt nguội. Ninh đoán có trứng, có bánh mì, có thịt nguội, có rau, có thêm một cái sốt kiu pai này nữa. 28.000. 34.000. Ninh sẽ đổ sốt này mọi người. Nhưng mà đây là sốt sữa chua hay sao ấy? Sữa chua phô mai. À, salad dressing. Ở dưới có bắp cải bào nha. Bố biết rồi, bố biết bạn Hấu đói quá rồi. Tí nữa bố cho bạn Hấu ăn nhá. Bạn Hấu ngồi yên lặng nào. Đi học các cô dạy thế nào. Đây mọi người ơi, xin mời, xin mời. Rất là rau luôn đấy. Bánh mì này thì nó hơi ngấy. Nói chung là salad này ăn không quá ngon lắm nên không thích lắm. Bây giờ ăn xong một món gì mình cảm giác là sẽ rất được ra. Miến đi. Miến xào, miến trộn, miến xào chặt chê đi. Thấy á, miến đây là best seller. Đây có cả bò này, có rau bắp cải này, có rau cải này, miến, cà rốt. Nó cũng sẽ tùy hôm, không phải hôm nào cũng sẽ có từng đấy món đâu. Có hôm có thêm món nọ món kia tùy theo mùa. Nhưng mà Ninh thấy đánh giá chung thì nhìn nó vẫn hấp dẫn. Hầu như các siêu thị đều thế. Ăn thua nhau hơn là bề bên nào đẹp hơn, giống các bạn đi sang Aeon Mall ấy.
nó đẹp dã man mỗi tội đông. Ăn miếng cũng được, vị này là kiểu vị hơi Việt Nam, không kiểu giống chạp chê lắm. Bánh gà 5.000 một cái. Ui dồi, à một cái không tính tiền, chắc ấn nhầm. Siêu thị ấn thiếu. Ngon nha. Cái này mà giòn hơn chín nữa thì ngon. Ở trong có gà, gà xay, cà rốt, ngô, ăn không bị ngấy đâu các bạn ạ. Thơm cả mùi tiêu nữa. Bây giờ Ninh sẽ ăn sang đồ Nhật. Quên mất, lúc nãy không lấy cái gói nước tương với cả mù tạt nên là Ninh phải tự lấy ở nhà mình vậy. Các bạn sẽ thấy là một cái phần này, một miếng này bằng giá hết à? Trứng cá là 12.000, nhưng cái viên này là 10.000. Đây, các bạn nhìn cái miếng này. Cái cơm này họ làm nát thật đấy. Nhưng mà không biết ăn là thế nào. Khi các bạn chấm những cái miếng sushi này, các bạn nhớ quay cái mặt cá, các bạn chấm cái mặt cá xuống, đừng chấm cơm. Ui dồi, chấm cả cơm rồi. Những người nói đạo lý thường chấm hết tất cả mọi thứ vào đây với nhau. Gạo này nó không còn tách chờ gạo đâu. Nó nát quá. Nhưng mà ăn nó cũng không tệ. Có điều rằng là những cái loại cá mà bán ở siêu thị này các bạn sẽ thấy là không phải là những cái loại cá nó quá là ngon lắm. Nó là những loại cá dùng được thôi. Đấy, nên là nó mới có cái giá đấy. Ăn trứng. Ở đây có bốn viên. Một viên màu đen, một viên màu xanh, một viên màu đỏ, một viên màu cam. Nên sẽ chọn viên màu đen đi. Cũng không tệ. Nhưng Ninh không phải là fan của những cái loại trứng tôm, trứng cua, trứng cá, Ninh không thích. Ăn nó không quá hấp dẫn lắm. Nhưng cái này thì tôi thích. Cái trứng này mà họ mà làm, họ mà cuộn xong rồi nó ngọt ngọt một tí nữa thì rất là ngon. Ninh thích ăn trứng Nhật lắm. Nước dưa hấu 11.500. Thật ra cái quầy nước thì họ sẽ thường bán cả chè luôn. Các loại chè với cả các cái loại trái cây họ gọt sẵn. Và xin phép mời các bạn uống nước dưa hấu với Ninh nhé. Nước dưa hấu rất là thơm, cái mùi dưa hấu luôn. Quá tuyệt vời. Quên mất, cái món này đáng lẽ phải ăn đầu tiên. Ôi dồi ôi, như một bát chè ngô. Nhưng thật ra đây là một bát súp. Súp, đây là súp gà ngô nấm à? Súp cua á? Súp cua trứng. Với rất nhiều trứng mà. Trứng này họ dùng cái lòng đỏ thế nào mà nó vàng luôn ý, vàng khè luôn ý. Ở trong các bạn sẽ thấy là thanh cua. Thanh cua nha mọi người. 15.000 thôi cũng được. Lúc nãy đã quay nóng. Đây này, nhìn kỹ này. Bạn nhìn kỹ hộ mình cái thanh cua cái. Nó không có cua đâu. Có vị ngô, có vị trứng, có một chút cái vị thanh cua tinh bột. Nhưng ý là nó không liên quan đến nhau lắm. Ý là ăn hơi rời rạc. Có thể là tại vì mình ăn nguội nó bị thế. Ăn nóng chắc là húp húp nó sẽ ngon hơn. Không tanh nhá. Không tanh. Tại vì nếu mà cua thật thì tanh nhá. Tốc ở đây các bạn sẽ thấy là ở những cái viên bánh gạo rất là to như thế này. Cái miếng tốc này bứ quá. Nó bị nhiều gạo quá, nhiều tinh bột quá. Xong rồi miếng nó to cơ. Cái sốt tteokbokki này thì cũng được nha. Cay cay, rất cay, khá là cay. Nhưng mà bánh gạo này to quá. Đặc không. Bánh gạo này mà mọi người nướng lên xong chấm với mật ong ấy, rất ngon. Ăn ở Meat and Plus, à Meat Plus. Còn suất cơm, còn toàn gà. Đây mọi người ơi. Cái tốc cay quá. Tốc bao nhiêu? Tốc 35.000. Thật ra anh không phải fan. Nhưng nhiều người thích ăn tốc lắm ấy. Thích ăn bánh gạo lắm ấy. Các bạn nhìn phía bên trong rất là mềm. Đẫm sốt. Chút xương. Ngon quá. Cái bột họ ấy rất là ngon. Nhưng mà sốt này hơi ngọt. Đây là sốt gà chua ngọt. Nhưng thấy ngọt nhiều hơn. Sang một phần cơm. Cơm này là cơm cà ri nha mọi người. Sẽ thấy có phần cà ri Nhật. Được nấu ở bên này sẽ có khoai tây với cả cà rốt ở trong.
Ở phía bên này là một phần thịt tonkatsu, thịt lợn chiên giòn, dưới là cơm và có một chút rau cải chip. Bắt đầu no rồi nha. Nên sẽ lấy một ít cái cà ri ăn cùng với cả cơm. Gạo này ngon. Gạo này rất là dẻo. Nhưng mà cái phần cà ri này nó bị loãng và nó bị nhạt, không đậm cái vị cà ri lắm. Được cái là cái thịt lợn chiên giòn này, bếp chiên rất là giòn luôn ý mọi người ạ. Ngon nha, cái phần thịt chiên giòn này thì ngon, cơm ngon, nhưng mà cái cà ri nó đậm vị thêm nữa là tuyệt vời. Pizza mọi người ơi, nguyên một chiếc toàn tinh bột. Trước này thì sale là còn 60.000, 60 còn 30.000. Nhưng mà thế là cái này tại sao lại được sale, mới có giữa trưa hay là nó từ hôm qua? Có khi là từ hôm qua nên là mới được sale chứ. Nhưng mà siêu thị này họ có hủy cuối ngày không nhỉ? Có mà, họ có hủy rồi. Sao bánh này chưa gì đã được sale? Đây mọi người ơi, ở trong là một cái chiếc đế toàn tinh bột nha. Rất nhiều bột bánh luôn ý, rất là dày. Rồi, tôi làm sao cái nhân của tôi? Xúc xích, ngô, phô mai và bột mì. Anh ư mà sượng lắm. Nó khô á. Cái này kể cả làm nóng nó cũng khô đấy. Các bạn nhìn cái phần, cái phần bột, bột bánh ở trong, nó khô hơn cả bánh mì á. Nhưng mà cái vị ở trên thì ok. Thật ra là cái bánh này nó mềm, nhưng mà kiểu nhiều tinh bột nên là nó khô. Ít sốt nữa. Trong lúc đợi các bạn nhân viên đi cho mình một cái bát đá để mình ăn chè, thì nhận xét chung tổng thể nha. Đồ ăn nhìn rất là bắt mắt, nhìn rất là ngon. Nhưng cái món kiểu chiên ý, vị cái dầu nên không cảm giác là nó bị đồ cũ lắm, cái dầu cũ lắm. Thì đấy cũng là một cái điểm cộng. Và cái thứ ba nữa đó chính là Ninh thấy giá cả cũng hợp lý và cũng nhiều. So với định lượng thì Ninh thấy là nhiều. Chỉ một vài những cái phần mà mọi người nên gọi hay không nên gọi thì tí nữa chúng ta sẽ tổng kết sau khi mà ăn chè xong. Cho anh một cái thìa đây. Đây là chè gì? Chè thạch dừa lá dứa 14k. Cơ sở này Ninh mua ở Fuji Hoàng Cầu nha mọi người. Ninh sẽ đổ cái chè thạch lá nếp vào đây. Ở trong là cốt dừa với cả dừa tươi, nhưng mà đặc, rất đặc đấy. Xong rồi ăn làm sao? Ninh thử vị thôi. Không ngọt quá cũng được. Cuối bữa cái này là hợp lý. Rồi, ở siêu thị thì sẽ còn rất là nhiều các cái loại bánh cũng như là rất nhiều các loại đồ ăn khác. Nhưng ngày hôm nay sức cùng lực kiệt, thật ra là hết tiền thì Ninh chỉ có thể mua được những cái phần như thế này thôi. Thì tổng thể những cái món mà Ninh nghĩ rằng là vào Fuji Mart mọi người rất nên gọi. Thứ nhất là gà chiên. Gà chiên này buộc phải chấm thì nó mới ngon, nhưng mà vỏ rất là giòn, rất là ngon, rất là ok. Cái thứ hai đó chính là cái phần miến này cũng ngon, không bị khô nha, nên để ở ngoài điều hòa rất lâu. Vị Ninh thấy là cũng ổn, cứ không phải là quá ngon như kiểu chạp chê của Hàn Quốc, nhưng mà cũng ổn, đó là miến xào dùng sợi miến Hàn Quốc. Tiếp theo món nên thử đó chính là mì sốt spaghetti này, ngon này. Gà sốt chua ngọt Hàn Quốc ngon, chè ngon, mandu ăn cũng ngon. Cái mấy cái viên này ăn cũng được nha, nhưng mà nó rất là nhiều tinh bột nên là các bạn chọn vừa vừa thôi. Rồi các loại nước, các loại chè cũng ok. Nói chung là cũng không chê cái gì mấy, trừ những cái món mà Ninh vừa chê thôi. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay và hy vọng các bạn đã có một cái giờ ăn thật là vui vẻ. Số sau, các bạn muốn Ninh đột nhập siêu thị nào một cách bí mật, các bạn comment phần bình luận để mà mình có thể đi đầu tư làm những cái quả clip mà nó hoành tráng, mà nó kiểu nó thâm nhập vào trong cộng đồng để mà nó có thể giới thiệu cho mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.